Sáng 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 trên 10.000 thành phố Long Khánh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Long Khánh. Đến sự hội nghị có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh và các sở ngành trong tỉnh. Long Khánh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với vùng kinh tế chiến lược Đông Nam Bộ, có nhiều tuyến đường giao thông quốc gia đi qua, giữ vị trí rất quan trọng về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng đối với tỉnh và cả khu vực. Thời gian qua, Chính phủ và tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt nhiều quy hoạch mang tầm chiến lược quốc gia và vùng như quy hoạch định hướng phát triển đô thị quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch vùng Đồng Nai. Các định hướng chiến lược này có tác động lớn đến định hướng phát triển của Đồng Nai nói chung và thành phố Long Khánh nói riêng. Với vị trí chiến lược và lợi thế phát triển, thành phố Long Khánh được xác định sẽ trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, đóng vai trò quan trọng của tỉnh Đồng Nai, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hệ thống đô thị quốc gia. Để thực hiện tổng thể quy hoạch chung, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã ký kết với công ty Nikken Sekkei Civil Engineering để triển khai lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Là một người dân thì em thấy là hiện tại thành phố Long Khánh đang là một thành phố còn trẻ, với những cái quy hoạch mà căn bản như vậy thì mong sẽ là thu hút nhiều các doanh nghiệp là về để đầu tư Long Khánh, và các người dân ở đây là sẽ có nhiều cái lợi thế hơn về một cái khu đô thị nó phát triển ngày càng hiện đại hơn, và nói chung là thu hút các nhà đầu tư về Long Khánh mình. Cái bản đồ quy hoạch này nó rất là thực tế, bởi vì nó đã qua cả một cái quá trình thực hiện, và tôi tin rằng cái bản đồ này sẽ thực hiện được trong một tương lai kể từ những cái năm sắp tới, và sẽ đạt được cái định hướng mà lãnh đạo của thành phố đã đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh Đỗ Chánh Quang cho biết, để tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết số 03 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025, Long Khánh phấn đấu đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại 2, trở thành đô thị hạt nhân của vùng kinh tế Đông Nam Đồng Nai. Để đạt mục tiêu đó, thành phố Long Khánh đề ra định hướng về quy hoạch và phát triển thành phố trong thời gian tới như ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông theo hướng hiện đại nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ, tập trung đầu tư các công trình quan trọng mang tính đột phá, gắn với kết nối, liên kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ theo hướng hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng phải được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu, định hướng phát triển của thành phố Long Khánh. Ngoài ra, thành phố sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đẩy mạnh phát triển các khu đô thị mới, đồng bộ, hiện đại, kết hợp với chỉnh trang đô thị, tập trung phát triển một số khu đặc thù, các khu đô thị kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, thành phố Long Khánh được xác định là trung tâm công nghiệp phụ trợ của tỉnh và của vùng thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, trung tâm giao thương hàng hóa và kho vận nông lâm của tỉnh, trung tâm du lịch sinh thái nông nghiệp, văn hóa lịch sử cấp vùng, là cửa ngõ giao thông của vùng, cửa ngõ giao thông liên kết các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, có vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ. Do đó, nhằm phát triển thành phố Long Khánh phù hợp kế thừa và bổ sung các định hướng quy hoạch được phê duyệt trước đây, được đảm bảo tiếp cận các chiến lược mới, đặc biệt là yếu tố quan hệ vùng, rất quan trọng cho định hướng phát triển cho tương lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Long Khánh đã quan tâm tập trung chỉ đạo công tác lập quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài đủ năng lực, kinh nghiệm lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất được đồng bộ và thống nhất. Thành phố Long Khánh sẽ phát triển đô thị theo cấu trúc đô thị tập trung đa cực, hướng mở rộng chính của đô thị là về hướng Tây và hướng Nam để tăng cường liên kết hệ thống giao thông liên vùng. Đô thị trung tâm được mở rộng về phía Tây đến tuyến đường Vành Đai, tập trung các chức năng trung tâm đô thị, các phường xã trọng điểm như Suối Tre, Xuân Lộc, Bầu Sen, Xuân Tân, Hàng Gòn, Bình Lộc, Bảo Bình, Bầu Trâm nằm xung quanh đô thị trung tâm được cải tạo, nâng cấp và mở rộng, tăng cường kết nối với đô thị trung tâm.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Long Khánh cần quan tâm thực hiện một số vấn đề như lập chương trình hành động, kế hoạch đầu tư cụ thể theo từng thời kỳ, từng giai đoạn, khẩn trương triển khai thực hiện lập quy hoạch phân khu được xác định theo hồ sơ quy hoạch chung để làm cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị theo quy hoạch, xác định các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng đợt đầu, tập trung kế hoạch vốn và kêu gọi đầu tư.